cái sự liên quan giữa các cái quá trình chuyển hóa xảy ra ở trong tế bào nhé. Cái phần thứ hai là cái sự điều hòa đó nó xảy ra như thế nào đối với cơ thể. Về cái mục tiêu của cái bài này thì yêu cầu chúng ta cần nắm những cái sự liên quan giữa các cái quá trình chuyển hóa, đó là chuyển hóa glucid, lipid và protein ha. Thì cái sự liên quan này đó nó có những cái điểm gì là giống nhau và điểm gì là khác nhau ha. Và chứng minh cái sự trong cái sự liên quan này nó sẽ chứng minh được là glucid, lipid, protein khi vào cơ thể có thể thay thế được, tuy nhiên chỉ thay thế ở mức độ nào mà thôi và không thể thay thế hoàn toàn được. Tức là mỗi cái chất nó có những cái vai trò riêng của nó mà những cái chất khác nó không có đảm nhiệm được cái vai trò đó nha. Và cái mục tiêu thứ hai là chúng ta cần giải thích được cái sự điều hòa chuyển hóa. Thì điều hòa chuyển hóa nó có thể xảy ra ở mức tế bào ha, ở mức tế bào và liên quan tới cái hoạt tính của enzyme, cũng như là cái liên quan đến cái sự sinh tổng hợp enzyme nha. Thì trước hết á, khi nói về chuyển hóa thì chúng ta cần nhắc lại một số cái quá trình chuyển hóa chính ha, của glucid, lipid cũng như protein ở trong cơ thể. Thì trước hết á, một cái quá trình rất là phổ biến và rất là quan trọng đối với tế bào, đó là sự đường phân ha, sự đường phân đó là cái sự chuyển hóa đường glucose khi mình đưa vào cơ thể. Nó được hấp thu ha, từ ống tiêu hóa, từ ruột qua tĩnh mạch cửa về gan, rồi tiếp theo thì cái glucose đó nó sẽ chuyển hóa tiếp như thế nào. Thì cái quá trình này là cái sự chuyển hóa, sự đường phân nó xảy ra, nó là một cái quá trình khá dài, xảy ra qua nhiều cái chất trung gian khác nhau rồi mới chất cho được cái sản phẩm cuối cùng. Thì như vậy cái chất đầu tiên đó là glucose và cái sản phẩm cuối cùng của sự đường phân đó là pyruvate, tức là acid pyruvic. Trên bảng này cái chữ này nó cái màu này nó hơi sậm, hơi mờ, đọc không được. Thì đó là cái chữ pyruvate ha. Và đường glucose rồi đó, trong cái quá trình này khi mà chuyển hóa thì nó có cần tới năng lượng hay không? Trong cái quá trình chuyển hóa thì những cái giai đoạn đầu nó có cần tới năng lượng, đó là ATP ha, có hai phân tử ATP tham gia vào quá trình thứ nhất và quá trình thứ ba. Và đồng thời nó có phóng thích ra được ATP không? Có. Quá trình đường phân chủ yếu là phóng thích ra ATP và sẽ phóng thích ra rất nhiều ATP để cơ thể sử dụng, tức là rất nhiều năng lượng. Và cái quá trình này, đây là có tính cách nhắc lại ha, là nó đi từ glucose, và khi mà sử dụng tới ATP thì nó sẽ lấy một cốc phosphate ha. ATP tức là adenosine triphosphate, tức là có ba gốc phosphate. Thì glucose sẽ lấy một gốc phosphate từ ATP, nó chuyển hóa thành glucose 6-phosphate, đó là cái chất đầu tiên. Sau đó thì nó sẽ đồng phân hóa thành fructose 6-phosphate. Glucose đồng phân hóa thành fructose. Tiếp theo nữa thì fructose 6-phosphate này nó lại nhận thêm một cái gốc phosphate nữa từ ATP để thành ra fructose 1,6-diphosphate. Thì cái con đường chuyển hóa này chúng ta còn gọi là con đường HDP, tức là hexose diphosphate, tức là cái đường mà có 6 carbon hexose và mang hai gốc phosphate, chính là cái đường fructose 1,6-diphosphate này. Kế tiếp nữa, những cái chất chuyển hóa trung gian này nó tiếp tục nó chuyển hóa, tại vì nó sẽ ở với cái dạng là không có bền, cho nên nó sẽ chuyển hóa tiếp thành glyceraldehyde 3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate. Và ở cái quá trình này đó, thực tế là fructose nó sẽ phân thành hai cái phân tử glucose ngắn
tức là đây nó là có 6 carbon thì nó sẽ phân thành hai phân tử, mỗi phân tử có 3 carbon. Và sau đó thì hai cái phân tử đó, mỗi phân tử chia nhau một phosphate nha. Thì hai phân tử đó nó sẽ đồng phân hóa và nó sẽ chuyển lại là thành glyceraldehyde 3 phosphate. Cho nên bắt đầu từ cái quá trình này thì chúng ta quá trình này trở đi chúng ta có hai phân tử glyceraldehyde 3 phosphate được chuyển hóa nha. Nói lại chỗ này là fructose 1,6 diphosphate thì có 6 carbon. Tới cái giai đoạn 4 này nó phân ra thành hai chất, tức là dihydroxyacetone và glyceraldehyde 3 phosphate. Thì nó sẽ thành ra là hai phân tử, mỗi phân tử 3 carbon. Bắt đầu từ quá trình thứ 5 thì là hai cái phân tử đó nó được chuyển hóa tiếp. Cho nên là những cái sản phẩm về sau sẽ được nhân đôi lên hết. Các em thấy có số 2 nhân lên là khi mà cuối cùng nó sẽ ra là hai phân tử chứ không phải là một phân tử. Và trong cái quá trình này là sẽ glyceraldehyde 3 phosphate sẽ chuyển hóa thành 1,3 diphosphoglycerat. Lấy hai gốc phosphate này là P, này là màu tím nó cũng không có rõ lắm, chữ nó hơi đậm đó. Chữ P này là phosphate vô cơ, tức là H3PO4. Và nó phân ra cho mỗi phân tử, mỗi phân tử lại mang hai gốc phosphate trở lại. Thì cái quá trình, trong quá trình này có phóng thích ra phân tử em là ADH, tức là đây là cái coenzyme mà nó không có tham gia phản ứng nữa đó, thì nó sẽ đi ra NADH. Thì đúng ra NADH này đó là nó dạng NADH cộng, tức là nó phóng thích hydro ra đó. Kế tiếp nữa đó, giai đoạn thứ 6, phản ứng thứ 6 đó, thì 1,3 diphosphoglycerat nó sẽ phóng thích bớt một ATP. Một phân tử phóng thích một ATP, hai phân tử sẽ phóng thích hai ATP. Và bản thân cái phân tử đó sẽ còn lại có một gốc phosphate thôi, tức là 3 phosphoglycerat. Thì bản thân nó sẽ chuyển hóa tiếp thành một dạng đồng phân là 2 phosphoglycerat, tức là nó chuyển vị trí của gốc phosphate từ vị trí C3 qua C2. Và tới đây chúng ta sẽ có sự chuyển hóa tiếp thành phosphoenol pyruvate. Thì đây là cái chất vẫn còn giữ phosphate ở trong đó. Và tới giai đoạn cuối cùng nó sẽ phóng thích phosphate ra dưới dạng ATP để còn lại là pyruvate. Và vì đó là hai phân tử phosphoenol pyruvate, mỗi phân tử phóng thích một ATP, cho nên hai phân tử sẽ phóng thích hai ATP. Và cuối cùng là chúng ta có sự tạo thành của hai phân tử pyruvate. Thì như vậy đây là một cái quá trình dài của cái sự đường phân, sự thủy phân đường glucose thành chất pyruvate. Cái này là cái sơ đồ cũng cái sự đường phân đó, và cho chúng ta thấy nó rõ nét hơn về cái sự những cái giai đoạn mà phóng thích ATP như cái công thức ha. Ở đây đó thì là cái trên cái công thức của cái đường glucose đầu tiên ở dạng vòng 6 cạnh đó ha, lục giác đó, phần lục giác, thì cái màu đỏ này là oxy ha, màu đỏ là cái phần mà O, và cái phần chấm xanh ở đây là OH, tức là mấy cái đoạn này là OH OH OH, và đây là CH2OH, còn cái này là O thôi, cái liên kết O. Thì cái đó là cái quá trình xảy ra như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái quá trình nó có công thức. Thì trong cái quá trình này nó có sử dụng hai cái ATP ha. Phản ứng thứ nhất sử dụng ATP, ATP được ký hiệu dưới cái dạng này, và đây là ATP. Rồi sau đó thì đây là cái gốc cái fructose 1,6 diphosphate nó được phân thành hai phân tử, mỗi phân tử có 3 carbon này. Mỗi phân tử có 3 carbon. Và cái phân tử này là dihydroxyacetone phosphate đó. Đó, thì nó sẽ đồng phân hóa trở lại thành cái dạng này ha, là glyceraldehyde 3 phosphate đó. Thì cái
bắt đầu từ chỗ này chúng ta sẽ có hai phân tử glyceraldehyde ba phosphat trở đi, ta có hai phân tử, cho nên nguyên cái quá trình này á, là nhân cho hai, và mỗi cái lần mà tạo ra như vậy, mỗi cái phân tử thì sẽ có hai phân tử tạo ra chứ không phải là một phân tử. Sản phẩm được nhân đôi lên bắt đầu từ chỗ này đó, và quá trình có phóng thích ra ATP ha, ở giai đoạn này, tức là khi mà cái gốc mà có hai gốc phosphat á, ở đây mấy em thấy cái gốc phosphat nó được ký hiệu màu vàng, vòng tròn màu vàng á, có hai gốc phosphat thì phóng thích bớt đi một gốc ở đây thì nó sẽ còn lại có một gốc phosphat thôi ha, và nó được chuyển vị trí, tức là vị trí số 3 chuyển qua vị trí số 2, từ 3 phosphoglycerat thành 2 phosphoglycerat, rồi chuyển hóa thành phosphoenol pyruvate, là vẫn còn gốc phosphat đó nha. Xong sau đó thì phóng thích luôn cái gốc phosphat này dưới dạng ATP, thì còn lại cái chất cuối cùng không còn phosphat nữa, và cái chất này nó sẽ nó là cái chất chuyển hóa cuối cùng của cái con đường đường phân. Tuy nhiên nó cũng không phải là tới đó là nó được sử dụng hay là được chuyển thải ra ngoài, nhưng mà nó lại tiếp tục vào một cái con đường thứ hai nữa, nó sẽ chuyển hóa tiếp thành một cái chất sau nữa rồi để nó chuyển hóa thành chất khác. Nhưng mà cái sản phẩm mà ở cuối con đường đường phân đó, đó là pyruvate. Thì đây là cái bảng tóm tắt cái đoạn trước và cái đoạn sau khi có pyruvate. Đoạn trước có pyruvate thì nó từ đây tới đây, tức là một cái con đường dài, nhưng mà chúng ta chỉ làm hai cái mũi tên ngược chiều nhau thôi. Bây giờ từ cái sản phẩm pyruvate này, nó sẽ có nhiều cái cách chuyển hóa khác nhau, nhiều cách chuyển hóa khác nhau. Nó có ba cách chuyển hóa khác nhau. Thứ nhất là ở trong điều kiện yếm khí ha, yếm khí tức là thiếu oxy nha, yếm khí thì tùy cái cơ thể đó là cái vi khuẩn ha, những cái vi khuẩn thì tức là trong điều kiện yếm khí và ở vi khuẩn thì pyruvate sẽ chuyển hóa thành rượu ethanol ha, chuyển hóa thành rượu ethanol, và cái sự chuyển hóa đó ta gọi là sự lên men rượu, sự lên men rượu tức là đường mà chuyển thành rượu. Thì đây là cái sự lên men mà chúng ta thấy, ví dụ như là điển hình là làm cơm rượu và trong cái điều kiện yếm khí ha, tức là thiếu oxy, tức là người ta phải ủ ha, và bằng cái nấm men đó, nấm men thì ở vi sinh vật ở nấm men thì nó sẽ tạo ra rượu, ví dụ như mình làm cơm rượu đó. Còn cái tiếp nữa là từ đường mà tạo thành cơm rượu, ví dụ từ nếp chẳng hạn tạo thành cơm rượu. Còn bây giờ trong cơ thể người thì cái pyruvate đó không chuyển hóa thành rượu mà chuyển hóa thành lactate, là axit lactic nha, ở động vật có xương sống. Thì trong điều kiện yếm khí thì pyruvate sẽ chuyển hóa thành lactate. Nhưng mà đa phần lớn ở trong cơ thể thì pyruvate sẽ chuyển hóa trong điều kiện hiếu khí aerobic, tức là điều kiện hiếu khí tức là đầy đủ oxy á, thì pyruvate sẽ chuyển hóa thành acetyl-CoA. Và đây là một cái chất rất là quan trọng và mấu chốt trong các cái quá trình chuyển hóa. Cả glucid, lipid và protein đều có cái sự chuyển hóa tạo ra acetyl-CoA này. Chúng ta gác lại cái acetyl-CoA đó ha, trong cái phần tiếp theo, qua cái slide này chúng ta sẽ nói tiếp. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ đề cập đến một cái quá trình nữa ha, ở trong tế bào. Quá trình này được gọi là cái chuỗi hô hấp tế bào. Chuỗi hô hấp tế bào thì các bạn có thể đọc sách, nó có thể sử dụng hai từ, một là respiratory chain, tức là chuỗi hô hấp ha. Hai là nó gọi là electron transport chain, là cái chuỗi vận chuyển âm điện tử ha, chuỗi vận chuyển âm điện tử. Thì cái từ chuỗi hô hấp tế bào cũng là rất là được sử dụng phổ biến. Thì đây là một cái quá trình chuyển hydro, một cái quá trình chuyển hydro từ một cái cơ chất có hydro
Đây ký hiệu là SH2. S này không phải là lưu vực mà là substrate, tức là cái cơ chất ha. Thì một cái cơ chất bất kỳ nào đó mà có mang hydro, chất hữu cơ, thì nó sẽ được chuyển hóa bằng cách là nó chuyển hydro này cho một chuỗi những cái chất nhận hydro trong cái quá trình chuyển hóa này. Thì cái hydro này trước tiên á, là nó được chuyển cho một cái coenzyme. Coenzyme có thể là NAD hoặc là FAD ha. NAD hoặc là FAD. Thì cái coenzyme này nó nhận hydro thì nó sẽ thành NADH2. Thế còn FAD thì sẽ thành FADH2 nha. NADH2 còn có thể viết dưới dạng NADHH cộng. Và bản thân cái cơ chất là nó nhả ra thì nó coi như là nó mất 2 hydro. Kế tiếp nữa, 2 hydro này sẽ được chuyển tiếp nữa ha. Sẽ được chuyển tiếp nữa bằng cách là chuyển qua cho một cái chất nhận hydro, đó là flavoprotein ha, FP, flavoprotein. Thì cái FP này nhận hydro để thành FPH2. Kế tiếp nữa sẽ có một coenzyme gọi là coenzyme Q. Thì coenzyme Q này đó cũng nhận hydro để thành QH2. Và tới đây đó thì cái hệ thống nó có những cái enzyme gọi là cytochrome. Thì có 3 loại enzyme, 4 loại enzyme là cytochrome A, B, C ha, và cytochrome A3. Tức là thêm 4 cái giai đoạn nữa. Thì những cái enzyme này đó, nó là chủ yếu là nó vận chuyển, nó xúc tác cái sự vận chuyển âm điện tử. Sự vận chuyển âm điện tử thì tới đây hydro đó nó sẽ là phân ly thành ra là photon và âm điện tử. Photon và âm điện tử thì ta có hai hydro, nó sẽ phóng thích ra hai photon và hai âm điện tử. Thì hai cái âm điện tử này sẽ được tiếp nhận bởi hai cái dông sắt tan. Ha, hai dông sắt tan sẽ chuyển hóa thành hai dông sắt nhị đó, có cái sự xúc tác của cytochrome B. Kế tiếp nữa cũng là một loạt cái vận chuyển âm điện tử ha. Vận chuyển âm điện tử thì bây giờ sắt sẽ được tiếp nhận bởi hai sắt tan khác và chuyển qua cho hai sắt nhị khác, và có cái sự xúc tác của hai cytochrome C. Và kế tiếp nữa sắt lại được vận chuyển tiếp nữa nhờ cytochrome 2, phân tử cytochrome A. Tới đây thì sẽ có cái sự vận chuyển tiếp từ nhờ hai phân tử cytochrome A3, và cái âm điện tử đó nó sẽ chuyển cho đồng ha, chuyển cho đồng nhị. Chúng ta sẽ có cái sự là chuyển đồng nhị thành đồng nhất, chuyển đồng nhị thành đồng nhất. Và đồng thời đó, chúng ta lưu ý là trong cái quá trình này là có ở cuối cái chuỗi hô hấp này, nó có cái sự tham gia của một nửa phân tử oxy, 1/2 oxy. Thì cái oxy này nó tham gia để làm cái gì? Để nó tiếp nhận hai cái photon H cộng này ha. Thì hai photon H cộng di chuyển tới đây sẽ kết hợp với oxy để tạo ra nước, để tạo ra nước. Như vậy nhìn tóm lại trên cái chuỗi hô hấp tế bào này đó, là hydro từ những cái cơ chất mang hydro nó sẽ được tách ra để chuyển vào cái chuỗi hô hấp và để kết hợp với oxy để tạo ra nước. Cuối cái quá trình này có sự tạo ra một phân tử nước. Ngoài ra còn có những cái gì chúng ta cần lưu ý nữa trong cái chuỗi hô hấp tế bào này? Có cái sự phóng thích ATP. Thì sự phóng thích ATP nó sẽ xảy ra khi trong cái quá trình mà chuyển hydro hay là chuyển âm điện tử, nó có sự thay đổi về điện thế ha. Sự thay đổi, sự tăng điện thế thì sẽ có sự phóng thích ra một ATP. Thì trong quá trình này sẽ có 3 lần thay đổi điện thế và sẽ có phóng thích ra 3 ATP. Thì đó là trường hợp đối với lại cái coenzyme của mình, cái chất mà nhận hydro đầu tiên, nếu nó là NAD đó thì nó sẽ phóng thích ra 3 ATP trong cái chuỗi hô hấp tế bào này.
Tuy nhiên, nếu ở đây ngay từ đầu không phải là NAD mà là FAD ha, nhận H2 thành FADH2 á, thì cái quá trình này nó sẽ ngắn hơn và nó chỉ phóng thích được có hai ATP mà thôi nha, phóng thích hai ATP mà thôi. Như vậy tóm tắt với cái chuỗi hô hấp tế bào này, đó là cái sự vận chuyển hydro cho tới oxy tạo ra một phân tử nước, đồng thời có tạo ra từ 2 đến 3 phân tử ATP nha, cho tế bào sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về cái chất acetyl-CoA ở cái slide trước đó. Thì cái acetyl-CoA là cái sản phẩm được tạo ra từ pyruvate trong điều kiện hiếu khí. Thế thì acetyl-CoA công thức nó như thế nào? Rất là đơn giản, vì nó là axit acetic kết hợp với coenzyme ASH, và công thức của axit acetic là CH3COOH, không có ghi ở đây. Nó chuyển hóa từ axit pyruvic là CH3COOH ha. Đây là công thức của axit pyruvic, và chuyển hóa thành axit acetic tức là CH3COOH kết hợp với coenzyme A, một phân tử. Cái này là coenzyme. Thì coenzyme A này á, nó mang một cái liên kết giàu năng lượng, là liên kết có chứa nhóm SH, thì nó sẽ chuyển hóa thành acetyl-CoA nha. Acid acetic á, kết hợp với coenzyme A SH sẽ thành acetyl-CoA. Thì cái acetyl-CoA này, đây là một cái chất có năng lượng, cái liên kết giữa S ha, coenzyme A S này đó, với lại cái nhóm CH3CO này là một liên kết giàu năng lượng. Thì cái acetyl-CoA này nó sẽ bắt đầu đi vào, nó được chuyển hóa tiếp vào một cái quy trình hay là một cái chu trình mới ha. Và cái đây là một cái chu trình khép kín và qua nhiều cái chất chuyển hóa khác nhau, nhiều chất chuyển hóa khác nhau. Đó là cái chu trình được gọi là chu trình acid citric, acid citric, hay là còn gọi là chu trình Krebs, chu trình Krebs. Thì qua cái quá trình này, đầu tiên acetyl-CoA với cái phản ứng đầu tiên sẽ chuyển hóa thành chất acid citric, và cái chất đầu tiên đó sẽ được lấy tên cho, đặt tên cho cái chu trình này. Kế tiếp chúng ta sẽ có một cái chuyển hóa tiếp. Phản ứng thứ hai là một cái phản ứng loại đi một phân tử nước á, thì sẽ có sự tạo ra chất cis aconitic acid, acid cis aconitic. Phản ứng thứ ba là thêm một phân tử nước và tạo ra isocitric acid. Và kế tiếp nữa là một cái phản ứng mà có cái sự khử hydro của isocitric acid đó, khử hydro, và cái chất tham gia khử hydro đó là NAD cộng, khử hai hydro của cái acid này và thành NADH H cộng, và tạo ra một cái chất là oxalosuccinic acid, oxalosuccinic acid. Và kế tiếp nữa thì có một cái sự phản ứng thứ năm là phản ứng khử carboxyl. Thì phản ứng khử carboxyl đó thì sẽ khử cái phần CO2 ha, ở cái vị trí này của nhóm COOH này, khử CO2 và tạo ra keto glutaric acid. Keto glutaric acid tiếp nữa thì sẽ tạo ra một cái phản ứng khử carboxyl tiếp theo, khử carboxyl tiếp theo và khử cái nhóm COOH ở đầu này ha. Đồng thời có sự tham gia của một coenzyme ASH nữa, tạo thêm chất này là succinyl-CoA. Và cái quá trình này, từ cái quá trình năm, từ cái chất này chuyển qua thành cái chất succinyl-CoA, cũng có một cái sự khử hydro, cũng có một cái sự khử hydro tiếp theo nữa ha. Và cái
khử hydro đó cũng được đảm nhận bởi NAD cộng, lấy hydro thành NADH cộng. Kế tiếp nữa thì succinyl CoA sẽ phóng thích coenzyme A nhé, và chuyển thành succinic acid. Và quá trình này có phóng thích ra ATP ha. À, khi mà có đứt cái liên kết, đây là sự phóng thích đứt cái liên kết giàu năng lượng giữa coenzyme A với cái cơ chất đó, sẽ phóng thích ra một ATP. Cái chất được tạo ra thì sẽ là chất succinic acid đó. Kế tiếp nữa sẽ được chuyển hóa tiếp thành fumaric acid, và phản ứng này cũng là có một cái sự khử hydro. Sự khử hydro này sẽ được cái hydro đó sẽ được chuyển cho chấp nhận là FAD thành FADH2. Kế tiếp chúng ta sẽ có sự hủy phân của acid fumaric thành acid malic, và tiếp theo acid malic cũng sẽ khử hydro nữa và giao cho NAD cộng. Như vậy là, và cái chất tạo ra cuối cùng đó là oxaloacetic acid. Đây là oxaloacetic acid. Và cái chất này sẽ tiếp tục chuyển hóa. Khi mà nó nhận thêm một acetin CoA thì nó sẽ kết hợp để chuyển hóa biến thành citric acid. Thì quá trình này chúng ta thấy là một cái quá trình kín và nó chạy vòng vòng như vậy. Tuy nhiên cái quá trình này nó chạy vòng vòng thì nó được cái lợi gì ha? Cái mục đích nó để làm cái gì? Mục đích nó cũng là tạo ra năng lượng, tạo ra năng lượng. Thì chúng ta chú ý là trong cái quá trình này có những cái khâu mà có khử hydro ha, có khử hydro thì NAD cộng nó sẽ nhận hydro thành NADH cộng, rồi NAD cộng ở đây cũng giai đoạn này, tức là phản ứng số 4, phản ứng số 6, phản ứng số 8 và phản ứng số 10, có nghĩa là có tới 4 lần khử hydro, có 4 lần khử hydro, trong đó có 3 lần là do NAD tiếp nhận hydro và một lần là do FAD tiếp nhận hydro. Và các bạn thấy bên cạnh cái chữ đỏ đó, NADH, thì nó có một cái chữ nữa là 2ETC, tức là chuyển đến cho chuỗi hô hấp tế bào. ETC tức là cái electron transport chain đó, là cái chuỗi hô hấp tế bào. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là NAD nhận hydro ha, từ cái chất này thành NADH, chuyển hydro cho chuỗi hô hấp tế bào và sẽ phóng thích ra được 3 ATP. Mà mình có tới 3 lần NAD cộng ha, nhận hydro thành NADH. Thì 3 lần, mỗi lần là phóng thích 3 ATP, 3 lần là 9 ATP ha. Rồi FAD H2 á, thì như nãy nói, nếu mà vô chuỗi hô hấp tế bào thì nó sẽ phóng thích bao nhiêu? 2 ATP ha, là thành 11. Nhưng mà chúng ta lưu ý là đó là từ một phân tử acetin CoA, nhưng mà từ hai phân tử acid pyruvic lúc đầu chúng ta sẽ có tới hai phân tử acetin CoA, nghĩa là khi đi vào quá trình này đó, năng lượng nó sẽ được nhân lên gấp đôi. Với một phân tử thì 22 ATP, nhưng mà với hai phân tử thì sẽ là một phân tử là bao nhiêu? 3 là 9, chia 2 là 11, 11 x 2 là 22, tức là cả cái chương trình này nó có tới 22 ATP được phóng thích ra ha. Và đồng thời trong các cái trong quá trình nó sẽ có thêm, các bạn thấy đây cũng có sự phóng thích ATP một lần nữa, thì chúng ta cũng phải cộng thêm nó vô nữa nha. Đó là cái sự chuyển hóa của cái chu trình khác, và cái mục đích của chu trình khác chẳng qua là để mà tạo ra được ATP cho tế bào sử dụng, và rất là nhiều ATP ha. Đồng thời có sự phóng thích CO2 nè ha, rồi nước nè ha. Đó thì bao giờ cái câu của cái chu trình acid citric là chu trình acid citric sẽ phóng thích ra nước, CO2 và năng lượng nha. Nước, CO2 và năng lượng là những cái sản phẩm thoái hóa cuối cùng đó, là nước và CO2 á. Còn cái những sản phẩm trung gian thì nó cứ vòng vòng ở trong cái chu trình đó nha.
Đó là mới cái nói tới cái sự chuyển hóa của đường và cái chu trình fast. À, bây giờ chúng ta nói đến cái sự chuyển hóa của các cái chất béo. Thì trong cái sự chuyển hóa của các chất béo đó, sự thoái hóa của axit béo là cái quá trình mà quan trọng nhất của thoái hóa axit béo, là beta oxy hóa axit béo ha. Sự beta oxy hóa axit béo thì cái quá trình này chắc mấy em cũng học rồi, và tóm tắt và nhắc lại để các em nhớ. Cái beta oxy hóa axit béo, tại sao gọi là beta? Tại vì đây là sự oxy hóa xảy ra tại carbon beta, có nghĩa là giữa carbon alpha và beta. Và nhắc lại cái cách đánh số carbon của axit béo á, là trên một cái chuỗi carbon dài như thế này. Ở đầu này đó là nó, khi nó chưa có gắn S của enzyme A thì đầu này nó là COOH, tức là cái gốc carboxyl COOH. Thì cái carbon COOH này là không có đánh số ha. Nó có thể được đánh số 1 nếu mà chúng ta đánh số bằng số La Mã đó, số Hy Lạp ha, thì chúng ta sẽ có cái đây là số 1, số 2, số 3 carbon lần lần. Nhưng mà nếu mà đánh số bằng alpha beta thì cái nhóm COOH này không có đánh số, cái sự C này không đánh số. Cho nên carbon này đó, carbon thứ nhì đó mới gọi là alpha, và carbon thứ ba là carbon beta. Và cái quá trình oxy hóa nó xảy ra giữa alpha và beta và được gọi là sự beta oxy hóa. Cái quá trình này đó là trước tiên cái axit béo nó phải được hoạt hóa, tức là nó phải mang năng lượng, và nó mang năng lượng bằng cách nó kết hợp với một coenzyme A SH ha, để thành ra acyl CoA, tức là chúng ta không gọi là axit béo mà ta gọi là acyl CoA. Và trong cái quá trình này sẽ có một cái sự khử hydro, sự khử hydro xảy ra ha, giữa alpha, carbon alpha và beta đó, thì đây nó sẽ là khử hydro thì chuyển hóa thành một cái nối đôi, một cái nối đôi. Tiếp theo đây là một cái chất sản phẩm trung gian không có bền, cho nên ngay lập tức nó sẽ chuyển hóa tiếp với bằng một cái phản ứng thủy phân, một cái phản ứng thêm nước trước để mà tạo ra một cái nhóm hydroxy ở đây, gọi là chất này được gọi là beta hydroxy acyl coenzyme A. Và kế tiếp nữa đó là cũng có một cái sự khử hydro nữa, cũng ở cái carbon beta này, khử hai cái hydro này đi ha. Hydro được chuyển cho NAD cộng, và đây chúng ta sẽ mất hydro và chỉ còn cái nhóm cetone, và chất này được gọi là beta keto acyl coenzyme A mang chất cetone. Và giai đoạn cuối cùng có một cái sự tham gia của một cái coenzyme A nó vào, để mà tiếp theo đó là sẽ có cái sự là phân cắt cái phân tử này thành hai phân tử. Thì cái phân tử thứ nhất là một cái phân tử nhỏ có công thức là CH3COS coenzyme A đó, gọi là acetyl coenzyme A, nó cũng là acetyl coenzyme A. Còn cái phân tử còn lại nó dài hơn, từ vì nó mang cái chuỗi R đó, nó dài hơn. Tuy nhiên nó đã ngắn đi mất hai carbon, tại vì hai carbon đó ha, carbon thứ nhất, carbon thứ hai đã được tách ra để tạo ra acetyl CoA. Thì cái carbon thứ ba hay là carbon beta bây giờ nó nằm ở đầu chuỗi và nó có mang S coenzyme A nữa. Thì như vậy đây là cái chất này được gọi là acyl coenzyme A, nhưng mà có ngắn đi hai carbon so với cái acyl coenzyme A đầu tiên. Và phản ứng beta oxy hóa này nó xảy ra có bốn bước, có bốn bước để mà ngắt đi được một acetyl CoA. Và cái chất axit béo đó nó, cái chuỗi hydrocarbon nó còn dài, cho nên nó lại tiếp tục cái quá trình giống như trên này, cũng bắt đầu lại như vậy đó. Và nó tiếp theo nó sẽ được cắt bớt đi hai carbon nữa, tức là tạo thành một cái acetyl coenzyme A nữa ha. Và nó lại ngắn bớt đi hai carbon nữa. Và quá trình này sẽ cứ tiếp tục tái tục lại cho tới khi nào cái chuỗi hydrocarbon, cái chuỗi R của axit béo đó bị ngắt lần cho tới hết luôn. Nghĩa là cho tới khi nào nó còn có 4 và tách ra 2, thành ra gọi là mỗi phân tử 2 carbon.
tức là thành 2 acetyl CoA nữa. Nghĩa là cuối cùng nó sẽ cho toàn là acetyl CoA. Thì các em thấy đây có một cái điểm giống nhau với chuyển hóa glucid, tức là chuyển hóa thành acetyl CoA luôn ha, chất béo cũng chuyển hóa thành acetyl CoA. À, bây giờ chúng ta sẽ quan tâm tới cái acetyl CoA đó. Thì cái acetyl CoA đó như vậy là có khả năng nó sẽ đi vào chu trình Krebs ha. Và khi đi vào chu trình Krebs thì khi đi vào chu trình Krebs thì nó lại tổng hợp ra ATP nữa, mà cũng y như vậy nha, cũng vẫn tổng hợp ra ATP. Thành ra một cái phân tử axit béo nó cho rất là nhiều ATP nha. Đó là một cái khả năng thứ nhất, là acetyl CoA đó nó có thể đi vào chu trình khác. Tuy nhiên không phải chỉ có một con đường đó mà thôi, mà cái acetyl CoA đó còn có thể được đi theo một cái con đường khác, được sử dụng một cái cách khác, được chuyển hóa một kiểu khác nữa ha. Đây là một cách chuyển hóa khác của acetyl CoA, tức là nó sẽ được sử dụng để tạo ra những cái chất ta gọi là các thể ceton. Đây là ba cái chất ha. Thể ceton là cái gì? Đó là ba chất có cái tên gọi là acid acetoacetic, aceton và acid beta hydroxybutyric. Ba chất tất cả ha. Thể ceton gồm có ba chất, đó là acid acetoacetic, aceton và acid beta hydroxybutyric. Và đây là một cái quá trình chuyển hóa từ acetyl CoA, thì muốn tạo ra những cái chất đó thì phải nguyên liệu phải có tới hai acetyl CoA kết hợp với nhau. Hai acetyl CoA kết hợp với nhau tạo ra acetoacetyl CoA. Và quá trình sẽ chuyển hóa tiếp nha, quá trình chuyển hóa tiếp có cái sự kết hợp của acetyl CoA nữa. Một cái acetyl CoA thứ ba thì sẽ tạo ra một cái chất trung gian, tức là beta hydroxy beta methyl glutarine coenzyme A, viết tắt là HMG ha. Tức là có tới đây là có tới 3 acetyl CoA đó mấy em. Và chuyển hóa tiếp là nhờ một cái enzyme lyase lại phóng thích ra một acetyl CoA, và bản thân cái phân tử được tạo ra nó có công thức như thế này, tức là CH3CO CH2COOH. Đây là một cái acid có mang cái chất COOH, đồng thời nó mang một cái chất ceton, cho trong cái tên của nó có chữ aceto ha. Nó mang một chất ceton và bản thân nó cũng có thể được chuyển hóa thành hai cái chất kế tiếp, tức là nếu mà khử CO2 ở đầu này, ở đầu COOH nha, thì nó thành ra chất CH3COCH3, tức là aceton, có mang chất ceton ở đây. Còn nếu mà chuyển hóa theo kiểu này đó, tức là nó thêm hydro thì sự thay đổi nó xảy ra ở cái ceton, cái chất ceton đây, và chúng ta sẽ có là một sự tạo thành nhóm OH, cho nên cái chất được tạo ra gọi là hydroxybutyric ha, beta hydroxybutyric. Như vậy tóm lại là cái sự tạo thành thể ceton á, là nó được tạo ra từ đầu tiên là hai phân tử acetyl CoA, sau đó kết hợp tiếp một phân tử acetyl CoA nữa, rồi khử một phân tử acetyl CoA và cho ra tất cả là ba chất ha. Đây là quá trình xảy ra tự nhiên bình thường ở các cái ở tế bào gan ha. Tạo thể ceton là xảy ra ở tế bào gan. Và cái chất ceton đó sau khi tạo ra được ở gan rồi thì nó sẽ được chuyển ra máu và nó chuyển tới các cái chất các nơi, chuyển tới các nơi để các nơi, các mô đó, các mô sử dụng cái thể ceton đó. Có một điều các em lưu ý, gan là nơi tổng hợp ra được thể ceton nhưng mà không sử dụng thể ceton. Còn những cái nơi khác, các cái tế bào khác thì không tổng hợp được thể ceton nhưng mà lại cần mà không tổng hợp được nha. Và đây là cái quá trình sử dụng thể ceton, tạo thành và vận chuyển thể ceton. Thì đây là tóm tắt ha. Trên cái bảng này thì chúng ta có cái sự tạo thể ceton ở tế bào gan,
nó đi từ những cái axit béo đi vào gan hoặc hóa thành acin CoA như hồi nãy chúng ta nói, qua quá trình beta oxy hóa ha, qua bốn cái quá trình xong rồi cứ nhân lên, có ba chuỗi, nó càng dài thì cái beta oxy hóa nó càng nhiều lên và tạo ra những cái sản phẩm cuối cùng là acetin CoA. Thì như vậy acetin CoA có thể đi vào chu trình axit citric để tạo ra nước, CO2 và năng lượng. Và đồng thời acetin CoA cũng có thể được sử dụng để tạo thể ceton, mà thực tế là được sử dụng tạo thể ceton còn nhiều hơn cả đi vào chu trình axit citric. Cho nên trên cái bảng này thì chúng ta thấy cái vào chu trình axit citric chỉ là một lượng nhỏ thôi và viết dưới dạng chấm chấm, mũi tên chấm chấm. Còn cái chủ yếu á, là nó tạo thể ceton. Nó tạo thể ceton nhưng mà nó không sử dụng và nó đẩy ra ngoài ha, theo đường máu đi ra ngoài. Máu chuyên chở thể ceton tới các cái mô khác. Các mô khác nhận thể ceton thì sẽ chuyển hóa thể ceton trở lại thành acetin CoA. Rồi acetin CoA sẽ đi vào chu trình khác ở các cái mô đó để tạo ra nước, CO2 và năng lượng. Và cuối cùng thì chúng ta cũng thấy thể ceton cũng là một cái chất ha, để cho các cái mô nó sử dụng để tạo ra năng lượng luôn. Chất béo cũng tạo ra được acetin CoA ha. À, đi vào chu trình khác thì thể ceton cũng có thể tạo được acetin CoA rồi đi vào chu trình khác. Và đường cũng có thể tạo được acetin CoA đi vào chu trình khác. À, chúng ta thấy nói tiếp về cái thể ceton đó. Như vậy thường thường thì cái ở người bình thường, đây là một cái quá trình bình thường, và ở người bình thường thì thể ceton được tạo ra bao nhiêu sẽ được tiêu thụ hết bấy nhiêu ở các cái mô, ở các cái mô. À, và thể ceton mà hiện diện ở trong máu rất là ít, rất là ít, với một cái lượng rất là thấp là 1 mg trên decilit, rất là thấp. À, và nó có thể được thải ra nước tiểu nhưng mà với một cái lượng rất là nhỏ, 1 mg trong 24 giờ là rất là nhỏ và không có phát hiện được ở trong nước tiểu, thì đó là ở người bình thường. Nhưng mà trong một số cái trường hợp bệnh lý, một số cái trường hợp bệnh lý, người ta có thể phát hiện ra thể ceton ra nước, trong nước tiểu ha. Là khi nào mà nó nhiều lên thì nó mới ra nước tiểu nhiều. Và trường hợp nào thì thể ceton nhiều lên và xuất hiện ra nước tiểu, nhiều lên trong máu và xuất hiện ra nước tiểu rất nhiều. À, nói chung à, đó là theo cái cơ chế là ở những cái người mà à, không sử dụng được đường để tạo năng lượng và họ phải sử dụng chất béo để tạo năng lượng. Đó là những người gì các em, người bệnh bị bệnh gì theo các em có biết không? Đúng rồi, cái bệnh tiểu đường ha. Thì cái tuần này, những cái tuần vừa rồi các em đã học về cái bệnh lý đó ha, gặp những cái bệnh nhân đó. Thì đối với những cái bệnh nhân mà họ mới, tức là họ bắt đầu họ bị cái bệnh lý đó, họ chưa có biết, nhưng mà có những cái biểu hiện, những cái biểu hiện để họ lo lắng, họ cũng chưa biết họ bị tiểu đường, họ có thấy là cảnh cơ thể họ bị gầy sút đi, phải không? Thường những cái người mà mới bắt đầu mới chớp, họ có những cái triệu chứng là gầy thì gầy từ từ mà ăn rất là nhiều, đúng không? Ăn nhiều, uống nhiều lắm mà gầy thì họ lo lắng. À, họ cũng biết họ bị tiểu đường, họ phải đi khám bệnh ha. Đi khám bệnh thì mình là cái người bác sĩ để mình chẩn đoán cái bệnh của họ đó ha. Thì mình phải cho họ thử đường trong máu nha, đường trong nước tiểu, thể ceton trong nước tiểu ha. Thì sẽ phát hiện ra được rằng là cái đường của người ta rất là cao. Và vì cái đường nó cứ ở trong máu chứ nó không có vô được trong tế bào ha. Ở cái người tiểu đường ví dụ họ bị thiếu insulin, nó không có ngấm được vào trong cái tế bào gan để mà chuyển hóa tiếp. Thành ra đường trong máu thì cao. Bây giờ không sử dụng được đường để tạo năng lượng thì cơ thể sẽ sử dụng tới axit béo. Và axit béo đó lấy từ đâu? Từ cái lớp mỡ dưới da, từ cái lớp mỡ dự trữ ha. Và mỡ dự trữ đó là các cái triglycerid. Và triglycerid thì đó, cái cấu tạo của nó là có axit béo ở trong đó ha. Và triglycerid sẽ được thủy phân thành axit béo.
và axit béo nó sẽ kết hợp với di chuyển trong máu với albumin đó để nó đi vào gan và nó sẽ được chuyển hóa như thế này. Thì cái điều đáng nói tức là axit béo nó sử dụng rất là nhiều, cho nên sự tạo ra thể ceton rất là nhiều, và vì tạo nhiều cho nên ra máu rất là nhiều, và các mô thì sử dụng cũng vừa cho đủ cho các mô sử dụng. Như vậy thì cái phần dư thừa thì nó sẽ tìm cách nó thoát ra ngoài, một là nó đi ra nước tiểu nha, thì có thể thử nước tiểu có thể thấy thể ceton, hai là nó đi qua hơi thở, tức là bệnh nhân họ thở ra và cái hơi thở họ có cái mùi đặc biệt là mùi aceton. Mùi aceton là một cái mùi, nó là mùi thơm chứ không phải mùi hôi mấy em ha. Aceton là cái chất mà ở ngoài người ta dùng để rửa móng tay đó, cái aceton, cái mùi nó thơm. Thì cái hơi thở của người này có thải ra cái thể ceton. Và một cái triệu chứng nữa đó là cái pH máu của cái người đó, cái pH máu nó sẽ thay đổi, pH nó sẽ bị toan hóa. Tại vì trong ba cái chất đó thì có hai chất là axit ha, axit acetoacetic và axit beta hydroxybutyric là ba, là hai axit, thành ra nó làm cho pH máu của người đó bị axit hóa, tức là pH sẽ bị giảm xuống. Đó là một cái triệu chứng ha của cái người bệnh tiểu đường. Tuy nhiên nói thêm về cái sự hiện diện của thể ceton trong nước tiểu, thì ở những cái người mà bị tiểu đường đó, như mấy em đi thực tập, mấy em có thấy được cái người nào có thể ceton xuất hiện ra nước tiểu chưa, có gặp chưa? Có. Có người có gặp rồi, có người chưa. Thì nói chung á là chúng ta sẽ ít thấy ha, chúng ta ít thấy, nhưng mà chỉ trong trường hợp nặng, tiểu đường nặng, không kiểm soát, chưa được kiểm soát, tức là chưa được điều trị nha, thì thể ceton nó có thể xuất hiện ra nước tiểu. Tức là lúc đó cái đường của người ta cũng rất là cao ở trong máu rồi ha, chuyển hóa thành thể ceton nhiều quá nó mới xuất hiện ra nước tiểu. Và một cái nguy cơ là khi thể ceton nhiều thì bệnh nhân đó họ có thể bị hôn mê. Và một cái trường hợp mình gặp nữa là có khi ở cái người mà họ bị mà họ không, họ hồi nào giờ họ chưa biết họ bị, xong tới ngày đó tự nhiên họ bị hôn mê ha, và nửa đêm người nhà chở vô cấp cứu. Thì bây giờ mình chẩn đoán như thế nào với cái hôn mê đó? Tại vì hôn mê có rất nhiều nguyên nhân ha, nhiều bệnh lý khác nhau, thì một trong những cái nguyên nhân đó là bệnh lý tiểu đường mà tăng thể ceton. Và nếu mình có nghĩ ra được cái chuyện đó thì mình phải thử đường trong máu. Thường bệnh nhân lúc nào nhập viện cũng phải được thử đường trong máu. Thứ hai nữa là thử ceton trong nước tiểu và đường trong nước tiểu. Thì nếu mà các cái triệu chứng nó diễn tiến, mình thấy đường cao và ceton xuất hiện trong máu, ceton trong nước tiểu, thì cái đó rất là dễ chẩn đoán, đó là bệnh lý tiểu đường nha em. Thì đó là những cái mở ngoặc để các em hiểu thêm để ứng dụng trong cái khi mấy em đi lâm sàng. Đó là như vậy, chúng ta chỉ mới nói về chuyển hóa glucid, chuyển hóa lipid tạo ra thể ceton. Bây giờ chúng ta nói về chuyển hóa protein. Thì các cái chất protein, protein, acid amin vào khi vào trong cơ thể thì nó chuyển hóa như thế nào? Thì nó có những cái quá trình thoái hóa chung. Ở đây nói về cái quá trình thoái hóa chung thôi, là acid amin nào nó cũng có cái quá trình khử carboxin. Quá trình khử carboxin là nó sẽ khử cái nhóm CO2 ra khỏi nhóm COH này ha, phóng thích CO2. Thì bản thân cái chất acid amin đó mất nhóm CO2 sẽ còn lại là RCH2, NH2, tức là đây là một cái amin, và một cái amin tương ứng với lại cái công thức của cái acid amin bên này. Và phản ứng này xảy ra nhờ cái enzyme là decarboxylase. Thì acid amin nào nó cũng có cái phản ứng khử amin này hết, khử CO2 để phóng thích CO2. Một cái phản ứng nữa các acid amin đều có là phản ứng khử amin oxy hóa. Phản ứng khử amin tức là khử cái nhóm NH2 ha, khử nhóm NH2 dưới tác dụng của
một enzyme đặc hiệu là deaminase đó, và phóng thích ra NH2 phóng thích ra dưới dạng NH3. Bản thân cái acid amin này sẽ chỗ này mất NH2 ha, và phản ứng có sự tham gia của nước cho nên là sẽ tạo ra một cái ceto acid, tức là một cái acid có mang chất ceton là một ceto acid, và cái NH3 được phóng thích ra cũng sẽ được chuyển hóa tiếp tục chứ không có phải ở dưới cái dạng NH3 này. À, đây là một cái bản tóm tắt chung để nói về cái quá trình chuyển hóa của các acid amin khác nhau. Và cái sự chuyển hóa của các acid amin chẳng qua đó là sự chuyển hóa của cái gốc R của các acid amin. Tại vì acid amin nó chỉ khác nhau, nó khác nhau ở cái gốc R, chứ còn cái gốc chung là CHNH2COH là giống nhau rồi ha. Thì nó có những cái chuyển hóa như sau. Một số acid amin tức là threonine, alanine, cysteine, lysine, hydroxyproline và serine á, thì nó chuyển hóa thành một cái chất cuối cùng là pyruvate. Một số cái chất khác là tryptophan, isoleucine và leucine thì chuyển hóa thẳng thành acetyl-CoA. Còn những cái chất mà thành pyruvate rồi cũng sẽ chuyển hóa thành acetyl-CoA. Một số chất khác là leucine, lysine, phenylalanine, tryptophan và tyrosine chuyển hóa thành acetyl-CoA là do cái gốc R của nó ha, nó chuyển hóa thành như vậy. Sau đó cái này cũng ngắt đi một cái acetyl coenzyme A để thành acetyl coenzyme A. Vậy thì các bạn thấy rằng là dù là chất nào trong các cái acid amin kể tên này, nó đều có chuyển hóa cuối cùng là thành acetyl-CoA. À, như vậy đây là một cái điểm giống nhau nữa với glucid và lipid, tức là nó khi chuyển hóa thì nó sẽ tạo ra được acetyl-CoA. Và acetyl-CoA đi đâu? Tới đây thì các bạn có lẽ thuộc bài hết rồi phải không? Acetyl-CoA đi vào chu trình Krebs ha, chu trình acid citric, tạo ra acid citric, alpha-cetoglutaric, succinyl, coenzyme A, acid fumaric và oxaloacetic, chạy vòng vòng như vậy. Thì trong cái quá trình này, còn có sự tham gia từ các cái acid amin khác để cung cấp các cái cơ chất cho cái chu trình Krebs này hoạt động. Ví dụ arginine, histidine, choline, glutamine thì nó sẽ chuyển hóa thành glutamate, và glutamate chuyển hóa thành alpha cetoglutarate. Thế còn succinyl CoA thì sẽ được cung cấp bởi ba cái acid amin này là methionine, valine và leucine cho ra succinyl CoA. Còn fumarate thì được chuyển hóa từ hai cái acid amin có mang nhân thơm, tức là tyrosine và phenylalanine cho ra fumarate. Còn oxaloacetate thì cũng được cung cấp từ asparagine và oxalo, chuyển hóa thành oxaloacetate để đi vào chu trình Krebs. Như vậy thì cái chu trình Krebs ngoài những cái chất ở trong chu trình còn có được cung cấp thêm, cũng như là được tăng cường thêm bởi những cái acid amin. Thế cho nên là mình ăn những cái chất đạm vào để làm cái gì? Thế là con nít nó được dinh dưỡng cho nó ăn đầy đủ chất đạm để làm cái gì? Để mà nó cung cấp, nó vào cơ thể nó chuyển hóa và nó cung cấp được những cái chất cho cái chu trình Krebs hoạt động. Và chu trình Krebs đầy đủ thì sẽ hoạt động đầy đủ và phóng thích năng lượng rất nhiều cho cơ thể sử dụng. Như vậy thì trong ba cái chuyển hóa lớn, tức là chuyển hóa glucid, lipid và protein đó, thì qua những cái tóm tắt các cái chu trình đó, chúng ta thấy rằng những cái chuyển hóa của các cái chất đó là sự chuyển hóa riêng
Tuy nhiên nó có những cái điểm chung ha, nó có những cái điểm chung, và các bạn thấy là điểm chung là thấy rồi rất là rõ, đó là sự tạo ra cái sản phẩm thoái hóa cuối cùng là acetyl-CoA ha, rồi cùng vào đi vào chu trình khác. Cho nên giữa các cái quá trình này, những cái chất này nó có một cái mối liên quan chặt chẽ với nhau. Thì cái, những cái quá trình chuyển hóa xảy ra như vậy, có phải là mạnh cái quá trình nào nó xảy ra thế nào thì xảy ra hay không? Không, cái quá trình chuyển hóa đó nó được kiểm soát một cách chặt chẽ ha, được kiểm soát một cách chặt chẽ, và nó được điều hòa theo cái nhu cầu mà cơ thể cần, theo cái nhu cầu mà tế bào cần. Nghĩa là nó cần ATP thì nó sẽ các cái acetin qua nó vào chu trình khác. Nó cần ATP nhưng mà không có năng lượng được tạo ra từ đường, nó phải lấy từ chất béo nha. Chu trình khác mà nó cần hoạt động thì nó phải lấy được những cái chất chuyển hóa từ các cái acid amin để hoạt động. Thì như vậy thì trong cái, nói chung là các cái quá trình này nó có một cái mối liên quan chặt chẽ với nhau. Và cái, trong tế bào thì những cái trạng thái, nó có những cái trạng thái cân bằng, thăng bằng hoặc là cân bằng. Nghĩa là thiếu năng lượng thì tạo năng lượng nha. Còn dư năng lượng thì sao? Dư năng lượng thì dự trữ ha. Dư năng lượng thì dự trữ, thiếu năng lượng thì phải sử dụng những cái chất để tạo ra năng lượng. Và những cái quá trình đó xảy ra luôn luôn là song song với nhau ha. Các cái quá trình xảy ra điều hòa một cách điều hòa bình thường, và những, có những cái phản ứng, những cái chất nó được phá vỡ và những cái chất nó được tổng hợp lại, tức là có một cái sự cân bằng giữa cái sự thoái hóa và cái sự tổng hợp các chất ha. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến sự liên quan chuyển hóa. Bây giờ mới vào cái phần số 1. Tại vì nếu mà nói thẳng liền đó thì chúng ta không có những cái phản ứng, thì chúng ta chưa có nhớ hết ha. Thì đây là cái sơ đồ tổng quát của chuyển hóa ha. Và chúng ta xem thì cái liên quan này nó như thế nào. Thì chắc mới nhìn tưởng giống như cái rừng phải không? Giống như cái rừng. Bây giờ từ từ mình gỡ ra ha. Thì mình phải coi cái, mình có những cái chuyển hóa mấu chốt ha, những cái chất chính mà mình đưa vào cơ thể, đó là protein, glucid, lipid và các acid nucleic. Các acid nucleic thì trong các quá trình hồi nãy mình không có nhắc tới acid nucleic, cái này đưa vào cái phần chung thôi. Thì protein nó được thủy phân thành acid amin, và các cái acid amin đó nó sẽ được chuyển hóa, ví dụ như là leucine, isoleucine chuyển hóa thành acetin CoA, acid aspartic chuyển hóa thành oxaloacetate, rồi aspartate chuyển hóa thành fumarate đó. Còn glucid tức là chủ yếu là, tức là cái chất chính là glucose đó, thì nó chuyển hóa thành glucose, glucose 5 phosphate, rồi glucose 6 phosphate nha. Glucose 6 phosphate thì nó đi thẳng cái con đường thành PGA rồi vân vân, rồi thành pyruvate ha. Pyruvate hồi nãy mình thấy rồi, và pyruvate chuyển hóa thành acetin CoA. Thế còn lipid, lipid đó, thì nó tức là triglyceride thì nó sẽ thủy phân thành glycerol và acid béo, và acid béo cũng sẽ chuyển hóa thành acetin CoA qua cái con đường beta oxy hóa. Như vậy cả ba cái chất này đều tạo ra acetin CoA. Và đồng thời ở đây còn có cái sự chuyển hóa của đường mà theo một cái con đường ngắn hơn, là con đường gọi là con đường HMP chứ không phải HDP. Con đường đường phân nãy là HDP ha, là diphosphate. Bây giờ HMP tức là hexose monophosphate, là có một gốc, trong cái quá trình chuyển hóa chỉ có một gốc phosphate. Thì cái con đường HMP á, nó cái mục đích của nó là tạo ra hai cái sản phẩm
Một là ribose 5 phosphate, tức là đường ribose mang một gốc phosphate ở vị trí C5 và phóng thích ra NADPH cộng. Thì cái ribose 5 phosphate này được sử dụng để tổng hợp ra các cái acid nucleic. Các bạn biết là các cái acid nucleic, những cái đơn vị của nó là các cái nucleotide. Và trong thành phần cấu tạo có gì? Có đường 5 carbon nha, có đường 5 carbon. À, vậy thì cái sự chuyển hóa con đường HMP sẽ cung cấp đường 5 carbon để tổng hợp ra ADN và ARN. Thế còn có phóng thích NADH cộng thì nó sẽ tham gia vào cái sự tổng hợp axit béo, tức là lấy acetyl-CoA, nguyên liệu là acetyl-CoA nha, và tổng hợp thành axit béo, rồi tổng hợp thành triglycerid để tạo ra cái nguồn dự trữ nằm ở trong mỡ. Và khi tạo ra acetyl-CoA thì nó đi vào chu trình fast, cái này mình thuộc bài rồi nha, đi vào chu trình fast. Qua cái quá trình này sẽ có sự phóng thích ra hydro, các bạn thấy phóng thích ra hydro 4 lần, như nãy mình thấy đó là 3 lần cung cấp cho NAD thành NADH cộng và một lần là FAD nhận thành FADH2. Đó thì hydro đó sẽ đi vào chuỗi hô hấp tế bào để chuyển cho oxy, tạo ra nước ha, với CO2 và năng lượng là ATP. Ngoài ra các bạn lưu ý là trong cái chu trình khác này còn có cái sự tạo ra succinate á, thì succinate nó có một cái mối quan hệ với lại sự tạo ra hem, và hem là cái nguyên liệu tạo ra hemoglobin, là cái thành phần của hemoglobin luôn ha. Và cái cấu tạo đầu tiên đó, để tạo hem đó, là phải có cái chất succinate là nguyên liệu từ chu trình Krebs cung cấp để tạo ra hem. Chúng ta lưu ý cái đó. Như vậy thì các cái quá trình này, tổng hợp này, chuyển hóa nó đều có cái sự mối liên quan với nhau. Thì đây là một cái sơ đồ nó rõ hơn một chút, nhưng mà nó cũng không có đầy đủ bằng cái sơ đồ hồi nãy, nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta phân biệt được những cái quá trình chuyển hóa. Màu vàng tượng trưng cho những cái là sự chuyển hóa từ acid amin và protein, màu hồng là tượng trưng cho sự chuyển hóa từ các cái chất béo, và màu xanh là sự chuyển hóa từ đường. Nên là cuối cái con đường, những các cái con đường chuyển hóa này là có cái chu trình Krebs, và cái chu trình Krebs này là phóng thích ra hydro âm điện tử, đi vào chuỗi hô hấp tế bào phóng thích ra ATP nước và ATP phóng thích ra CO2. Các bạn lưu ý nữa là cái chu trình Krebs này còn có một cái mối liên quan với cái chu trình ure, với chu trình ure, tức là chu trình Krebs này nó sẽ cung cấp cho một số cái nguyên liệu ha, ví dụ như là fumarat chẳng hạn, thì nó sẽ cung cấp cho cái một cái chu trình khác, đó là chu trình ure. Chu trình ure, mà chu trình ure này từ đầu giờ chúng ta chưa có nói, đó là cái chu trình xảy ra để chuyển hóa NH3 từ sự thoái hóa của các acid amin. Các bạn nhớ nãy mình có cái phản ứng khử amin ha, khử amin từ các acid amin phóng thích ra NH3, và NH3 đó đi về đâu? Đi vào một cái chu trình, đó là chu trình ure, để làm chi? Để chuyển hóa, để không còn là NH3 nữa mà sẽ cho ra ure ha, trên này viết urea đó, urea là ure ha. Và cái chất mà đi thoát ra khỏi cái chu trình này nó sẽ đi vào máu ha, rồi nó qua thận và nó thải ra nước tiểu. Thì qua cái chất này người ta có thể theo dõi được cái tình trạng của thận, là thận nó tốt hay là nó không tốt. Nó tốt thì nó thải bình thường đều đặn, còn nó không tốt thì nó không thải. Không thải thì ure nó sẽ tăng lên trong máu ha,
mà ure tăng trong máu thì cái tình trạng đó là tình trạng thận suy ha, suy thận, thận nó yếu, nó không có thải được ure ra. Và đó là những cái mối liên quan giữa các cái chất với nhau. Thì chúng ta nhìn lại một lần nữa thì chúng ta sẽ thấy các cái quá trình không có cái gì là mới hết, mình đã thấy hết rồi ha. Từ đường tạo ra glucose phosphate pyruvic acid nè, điều kiện hiếu yếm khí nè tạo ra axit lactic, điều kiện hiếu khí tạo ra acetin CoA và phương khác. Và cái này là sự chuyển hóa của chất béo đó. Và bên đây là những cái axit amin. Thì các cái axit amin đó nó sẽ tạo ra cái nitrogen pool, tức là cái dự trữ nitơ ha, dự trữ chất nitơ. Và dự trữ đó sẽ tạo ra các cái mô ha, tạo ra các cái protein của các mô, tạo ra các protein của các mô. Protein của các mô thì rất là nhiều luôn, ví dụ như enzyme cũng là protein, rồi màng tế bào ha, cũng là được cấu tạo bởi protein với lipid và glycid. Thì như vậy thì cái mối quan hệ giữa các cái chu trình là rất là chằng chịt và luôn luôn đi đồng đều song hành với nhau. Thì trong cái quá trình này, như vậy thì chúng ta cũng có thấy rằng là các quá trình tuy là khác nhau nhưng mà nó có một cái những cái điểm giống nhau nào đó nha. Thì những cái điểm giống nhau đó chúng ta thấy nó được thể hiện ở cái chu trình axit citric, tức là chúng ta nói rất là nhiều rồi. Và cái sản phẩm acetin CoA, đó là acetin CoA, và sản phẩm thoái hóa cuối cùng sau khi qua chu trình FASTS đó là CO2 và nước. Một cái sự giống nhau nữa đó là cái chuỗi hô hấp tế bào ha. Chuỗi hô hấp tế bào chúng ta đều thấy rằng là tất cả glucid, lipid, protein nó đều bị gọi là bị đốt cháy. Đốt cháy thì được ghi trong cái dấu ngoặc kép, tức là nó được oxy hóa đó ha, nó được bị gọi là đốt cháy. Và cái qua những cái hệ thống enzyme, và những cái chất đó nó có thể bị khử CO2 nhờ enzyme decarboxylase phản ứng, là phản ứng khử carboxyl. Và các cái cơ chất dù là glucid, lipid, protein nó đều có hydro hết, và cái hydro đó nó sẽ chuyển vào chuỗi hô hấp tế bào nha. Thì cái quá trình này được gọi là sự oxy hóa khử sinh học nha. Chuỗi hô hấp tế bào còn được gọi một từ nữa là sự oxy hóa khử sinh học. Rồi một cái đặc tính chung nữa của các quá trình đó là cái sự tích trữ và dự trữ phóng thích và dự trữ năng lượng. Thì cái năng lượng mà được tạo ra thì chúng ta đã thấy rồi, quá trình nào nó cũng sẽ đi vào cái chu trình FASTS để nó tạo ra rất là nhiều năng lượng. Và cái năng lượng được tích trữ dưới cái hệ thống mà tích trữ năng lượng lớn nhất của cơ thể đó là hệ thống ATP-ADP. ADP tức là adenosine diphosphate, là cái chất có hai gốc phosphate thôi, còn khi mà nó gắn thêm một gốc phosphate nữa thì ta có adenosine triphosphate, tức là ba ATP. Và đây là hai cái dạng dự trữ năng lượng, mà ATP thì có năng lượng nhiều hơn, tại vì giữa ba gốc phosphate sẽ có hai liên kết giàu năng lượng, thế còn giữa hai gốc phosphate chỉ có một liên kết giàu năng lượng, thành ra ATP là cái chất giàu năng lượng. Và phản ứng mà gắn ATP vào, phản ứng gắn phosphat vào, ta gọi là phản ứng phosphorin hóa ha. Phản ứng phosphorin hóa thì sự oxy hóa của các cái chất glucid lipid đó, đều cho năng lượng, và cái năng lượng đó thì nó được sử dụng, tế bào được sử dụng ở các cái mức độ khác nhau. Năng lượng được sử dụng ở các mức độ khác nhau và dưới hình thức là, thực ra thì hình thức nào nó cũng là có những cái điểm chung rằng là nó được sử dụng dưới dạng nhiệt, quả nhiệt ra là, nhưng mà một phần, thế còn cái phần nào nó không sử dụng thì nó dự trữ dưới dạng ATP. Cho nên dù là cái chất nào đi nữa ha, khi ăn vào, đưa vào cơ thể, chất đường, chất béo, chất đạm đều cho chúng ta năng lượng. Cái năng lượng đó một phần sẽ được sử dụng và một phần sẽ được dự trữ, khi nào mà các tế bào cần tới thì lại được lấy ra để sử dụng ha.
Chắc bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao nha, khoảng 10 phút đi mấy em nha, rồi cho các em quay trở lại ha.